Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà làm một cái bánh mì hamburger siêu to khổng lồ các cháu ạ. Các cháu ơi, thì bây giờ các cháu nhìn chiếc bánh mì khổng lồ của bà đã chuẩn bị đây rồi nhá. Các cháu này đấy, rất là to đấy. Các cháu nhìn thấy có ngầu lắm không ạ? Các cháu ơi, đấy, to lắm. Đây này các cháu này. Các cháu ơi, cuộc đời bà cũng gần 60 lồi bánh chưng rồi, chưa bao giờ bà nhìn thấy cái bánh mì quá là siêu to khổng lồ như ngày hôm nay bà bưng đây nhé các cháu nhé. Đấy, đấy, rất tí là vĩ đại các cháu ạ. Thì các cháu ơi, thì bây giờ bà giới thiệu các cháu nhé. Đây là cái chiếc bánh mì thường thôi, không có nhân đâu các cháu nhé. Thì bà đã chuẩn bị đi chợ về, đã chuẩn bị nhân rồi. Đây này, thịt bò với thịt lợn đây nhé các cháu nhé. Đấy, đấy, rất ngon các cháu ạ. Đấy. Và đây là trứng nữa này các cháu này đấy. Để bà sau tí nữa bà cho vào làm nhân nhá. Đây là rau xà lách này các cháu này đấy. Đấy. Còn đây là dưa chuột này, cà rốt này các cháu ạ. Đấy. Thế còn đây là rau mùi này các cháu ạ. Đấy. Thì trước bánh mì hamburger nó to cho nên là bà chuẩn bị vật liệu cũng rất là nhiều các cháu ạ. Đấy. Thì các cháu ơi, thì bây giờ các cháu ạ, thì sắp sửa đến kỳ thi đại học rồi. Thì các cháu cho bà gửi lời chúc là bà khuyên các cháu là cố gắng ôn bài cho thật tốt nhá, để chuẩn bị cho kỳ thi đại học nó được giành được nhiều kết quả cao nhá, để cho bố mẹ vui mừng nha các cháu nhá. Thì khi các cháu có thi xong thì lại quay trở lại về bà Tân Vlog, thì bà lại sẽ làm đồ ăn khổng lồ để chiêu đãi mời các cháu nhá. Thì các cháu ơi, thì bây giờ bà sẽ đi thực hiện làm cái bánh mì hamburger to nhé các cháu nhé. Thì bây giờ bà sẽ đi làm rau đây các cháu ạ. Bà cũng chưa bao giờ bà làm cái nguyên liệu của cái bánh mì hamburger này, hôm nay bà làm không biết là có thành không. Thơm quá các cháu ạ, tinh dầu mùi ta, mùi tây này đấy. Đấy. Các cháu ơi, bây giờ băm thịt lợn, bà băm thịt lợn nha các cháu nhá. Đấy, bà băm thịt lợn này. Các cháu ơi, đấy, thế là bà đã băm thịt nhỏ rồi nhá. Đấy các cháu ạ, đấy. Bây giờ bà sẽ đổ rau vào nhá các cháu nhá. Đấy, sau bà đập trứng vào, bà trộn lên, sau bà cho vào rán nhá. Các cháu ạ, đâu, đây. Các cháu ơi, bây giờ bà cho gia vị vào nữa nhá các cháu nhá. Đấy. Đấy, bà cho gia vị vào. Rồi. Bây giờ bà đảo đều lên này các cháu này, đấy. Bây giờ bà sẽ gõ trứng vào các cháu nhá. Đấy. Đấy, bây giờ bà đảo các cháu ạ. Ôi dồi. Để ít trứng quá nó rời. Các cháu ơi, bây giờ bà mang ra rán nhá các cháu nhá. Đấy. Nào, bà mang ra rán đây. Các cháu ơi, đấy là bếp của bà đã chất củi hồng rồi nhá các cháu nhá. Thì bây giờ bà đặt chiếc chảo khổng lồ lên nhá các cháu nhá, để bà rán thịt. Rồi. Đấy. Đấy. Rồi. Bà để một lúc nữa là nó ra chảo, đó là bà đổ thịt vào các cháu nhá. Các cháu ơi, thế là chảo của bà nó bỏng rồi nhá. Thì bây giờ bà sẽ cho mỡ vào các cháu nhá. Nào. Đấy. Ô. Các cháu ơi, đây là chảo mỡ của bà nó già lửa nhá. Thì bây giờ bà sẽ cho thịt vào bà rán các cháu ạ. Đấy. Đấy.
Wow, đấy, có nhìn chưa? Ngon quá. Đấy, làm được tiếp nữa. Các cháu ơi, đấy, các cháu nhìn này, nhìn bà là dở lại đấy, đấy thì ngon lắm các cháu ạ, đấy, bà, thế là, wow đấy, bà vượt lắm các cháu ạ, đấy, các cháu ơi. Thì bây giờ bà chờ nó chín thì bà sẽ đi nướng ướp thịt bò siêu cay nhá các cháu nhá. Ướp gia vị siêu cay vào thịt bò các cháu ạ. Cho bà cho vào nướng. Đấy. Các cháu ơi, thế là thịt lợn này bà rán xong rồi thì bây giờ bà sẽ đi tẩm ướt thịt bò siêu cay để bà mang đi nướng nhá các cháu nhá. Đấy. Đấy. Bà mua 1 cân thịt bò đây các cháu này, đấy. Rất nhiều các cháu ạ. Ôi giời. Đấy. Các cháu nhìn thấy chưa? Đấy, bà tẩm ướt siêu cay đấy. Các cháu ơi, đấy, thế là thịt bà đã rán vàng khệnh các cháu nhá, ngon lắm. Thì bây giờ bà sẽ vớt ra cái đĩa của bà nhá. À. Đấy. Đấy rồi. Đấy. Yeah. Đấy. Đây là chiếc bánh mì hamburger đấy các cháu ạ. Nó rất chứ là cầu kỳ các cháu ạ. Đấy, cái này cái đi. Các cháu ơi, đấy bếp lò của bà đã hồng này, bà đã tẩm ướt thịt bò siêu cay rồi các cháu nhá. Thì bây giờ bà sẽ cho lên nướng này. Wow, các cháu này đấy. Ui dồi. Nóng quá. Đấy. Các cháu ạ, có làm thành một cái bánh mì hamburger khổng lồ này cũng vất vả lắm các cháu ạ, lắm công lắm đấy. Ủa rồi. Thơm lắm các cháu ạ. Ngon lắm các cháu ạ. Đấy. Các cháu ơi, các cháu ở đâu thì tới đây thưởng thức cùng với bà nhá. Ngon lắm các cháu ạ. Các cháu ơi, thế là bây giờ bà nướng nó đã chín rồi nhá, thì bây giờ bà bỏ ra nhá. Thì sau bà cho vào chiếc bánh mì găng burger nhá. Đấy. Đó. Các cháu ơi, thế là cái nguyên liệu của cái bánh mì hamburger bà đã chuẩn bị nấu chín hết rồi nhá, rán nhá, cà chua nhá, tinh tươm nhá. Thì bây giờ bà sẽ cứa đôi cái bánh mì siêu to khổng lồ ra nhá các cháu nhá. Để bà cho vật liệu vào giữa để ăn cho nó ngon nhé các cháu nhá. Nào bà bắt đầu cứa này các cháu này đấy. Wow, ôi. Các cháu ạ, đấy. Bà cũng gần 60 nồi bánh chưng rồi. Hôm nay bà mới cứa cái bánh quá là to luôn này các cháu này đấy. Rồi. Các cháu ơi, thế là bà đã cắt đôi được cái bánh hamburger khổng lồ của bà rồi nhá. Bây giờ bà sẽ bỏ ra này. Wow, các cháu nhìn thấy chưa? Ui, ui, quá ngon luôn các cháu ạ. Đấy. Thì bây các cháu ơi, bây giờ bà sẽ tưới bơ lên nhá các cháu nhá. Đấy. 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 Các cháu ạ, thì bây giờ bà sẽ rải rau lên nhá các cháu nhá.
À, các cháu ơi, đấy, bà xếp rau xà lách để các cháu này, đấy. Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Rồi đấy, mất miếng rồi. Đấy. Thôi, bây giờ bà xếp cà chua. Cà chua ra đây nhỉ? Các cháu ơi, bà vụng lắm các cháu ạ, đấy. Đấy. À, bây giờ bà sẽ cho thịt lên đây nhá các cháu nhá. Rồi. Đây, thịt bò. Đấy. Thịt lợn các cháu ạ. Đấy. Nào các cháu ơi, bây giờ bà sẽ tưới bơ lên tiếp. Úi giời, tí đổ. Tí bà đánh đổ bát bơ thì hỏng. Giờ của các cháu ạ, đấy. À. Đấy. Wow, đấy các cháu nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Đấy. Đấy, các cháu nhìn chưa? À, các cháu ơi, à, thế là bà đã làm xong cái bánh mì hamburger siêu to khổng lồ rồi nhá các cháu ạ. À, đây này các cháu nhìn thế này, đấy, rất to mà rất ngon đấy các cháu nhá, đấy. Đấy, bà làm hơi mà mất là lắm công luôn các cháu ạ, đấy. Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Đấy, rất to, rất ngầu các cháu ạ. À, thì bây giờ bà sẽ mang ra để mời các cháu cùng thưởng thức nhá. Các cháu ơi, thì bây giờ bà mời các cháu cùng tới đây để ăn thưởng thức với bà cái chiếc bánh mì hamburger nhá, siêu to khổng lồ nhá. Thì bây giờ bà sẽ mời các cháu với các chị nhá. Bà cắt nhá. Đấy. Ui, ngon quá. Ui, cứa cái đất cả mâm. Ôi, cái con dao này cứ cả lăng sắc thế. À, đấy, ôi, chưa cắt ra đã thấy ngon rồi. Ôi, thơm ấy, thơm quá. À, các cháu này, đấy. Ngon chưa? Ngon lắm các cháu ạ. Này, bà cho cháu này. Ôi, cháu xin, đấy. Ngon quá. Ngon thật đấy. Lần đấy. Đầu tiên được ăn cái bánh to khổng lồ và miếng bánh đấy, khổng lồ như thế này đấy. Lần đầu tiên đấy. Ăn chả bơ to khổng lồ. Các cháu này miếng ngon. Lai. Đấy, bà cho thằng cháu quá. Cho cháu đấy. Cái sườn nó miếng to. Các cháu này. Đấy. Này. Ôi bà ơi, to quá. Cô đào kéo. Đây. À, các cháu ơi, thế là bà mời các cháu cùng ăn với bà nhá. Đi lên với chị ăn đi. Thôi nào cùng ăn mẹ, ngon quá. Ôi giời ơi, hôm nay lâu lắm, hôm nay lại được đi nữa này. Ăn cái này ngon thế nhỉ. Xin mời tất cả mọi người cùng ăn nha. Mời tất cả các cháu nha. Mời cả nhà nhá. Tất cả mọi người lần đầu tiên là ăn miếng hamburger to khổng lồ như vậy đấy. Bà ăn được nhớ đời luôn. Ngon lắm mọi người ạ. Các cháu ạ, ngon lắm, thơm lắm. Tính mùi bơ đây các cháu ạ. Ngon thế này. Lần đầu tiên được ăn bánh bà Tân Vlog nấu. Làm đúng rồi. Ôi hả? Còn được là ăn miếng bánh siêu to khổng lồ như này. À, bà cháu mình nha. Ngon lắm các bạn ạ. Nhờ các cháu ơi. Các cháu ơi, đấy. Cũng khá là nhiều clip rồi. Nhưng mà hôm nay lại có bà chị con ông bác nhá. Đấy, cũng xinh gái như bà luôn đấy. Các cháu ạ, cứ cười cái là đã hết mắt rồi các cháu ạ. Mà lại hôm nay lại được lên ăn như mì ấy này, em nó làm ngon quá. Lần đầu tiên đã ăn cái hamburger to này luôn đấy. Siêu to khổng lồ. Lần đầu tiên được ăn miếng bánh hamburger siêu to khổng lồ này đấy các bạn ạ.
chưa? Hai bà các ngon. Cháu ạ, à, chị thơ. Em nhà bà được cái là có nước da ưu điểm lắm các cháu ạ. À. Ăn xong cái bánh bà Tân Vlog và chắc về khoái ăn cơm luôn. Đấy, mai nó lên. Ôi giời. Bà quá rơi hết cả thịt ra ngoài. Ăn nó phải cười nó mới ngon cháu ạ. Chưa thêm một cái đã no rồi các bạn ạ. Ngon quá. Ăn này. À, các cháu ơi, đấy, thế là chiếc bánh mì hamburger bà làm ngon quá, thế là mấy bà cháu nhà bà mẹ chị ăn hết rồi các cháu ạ. À. Thì các cháu ơi, thì các cháu xem vào clip của bà hôm nay thấy hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ bà nhá. Để bà có thêm nhiều sức mạnh để bà làm ra nhiều clip thật hay cho các cháu xem nhá. Nhá. À, và các cháu ơi, bà chúc các cháu, bà gửi lời đến các cháu nhá, là sắp sửa đến kỳ thi đại học rồi. Các cháu chịu khó ôn bài để sau này được kết quả cao của kỳ thi đại học nhá. Để kéo bố mẹ bụ đỡ buồn nhá các cháu nhá. Thì bây giờ bà chào các cháu nhá. Chào mọi người. Chào mọi người.